lên chân. Vâng, tính đến thời điểm này thì tỷ số đang tạm thời nghiêng cho các cầu thủ anh em FC 1-0. Giờ có Thanh Sang. Thanh Sang. Linh. Ngoài bóng riêng lắm. Hoàng Lâm tổng tài. Tâm. Vâng. Thủ trọng tài bắt chín hôm nay đó là ông Thái Cương và ông Hoàng Tâm. Linh Trần. Tùng Dương. Nam Công. Bóng trong tầm kiểm soát của các thủ bên Hải Sport FC. Linh Trần dứt điểm, không vào. Cú dứt điểm mạnh, tuy nhiên bóng chưa chính xác. Vâng, bóng vào trong tầm kiểm soát của các thủ bên Hải Sport FC. Nam Công. Dứt điểm vẫn không vào. Quá tên số 8 Linh Trần. Bóng đi trượt cò dọc trong gang tấc. Không được. Vâng, chúng ta đang theo dõi môn bóng đá vùi 5 người diễn ra tại sân bóng Phú Cường, trung tâm thành phố Đồng Xoài. Đây là giải bóng đá mini tranh cúp Hoàng Lịch Sport lần thứ 3 năm 2020. Và tỷ số đang tạm thời nghiêng 1-0 cho các thủ Hải Sport. Vâng, xin lỗi, đó là anh em FC 1-0. Tình huống tấn công của các thủ anh em FC và câu trả lời cho Hải Sport FC. Alo. Kiến được à? Thạch Quyên. Nam Công. Bóng vào trong tầm kiểm soát của cầu thủ Hải Sport FC. Vì đang theo dõi trận so tài giữa Hải Sport FC và anh em FC và tỷ số đang tạm thời 1-0 cho các cầu thủ bên anh em FC. Vâng, pha dứt điểm rất mạnh của số 7 Tùng Dương. Tuy nhiên bóng chưa chính xác. Nhẹ nó rung hết. Bấm nhận tỷ số. Đó là rất nguy hiểm. Và đi bóng dứt điểm của số 5 là rất mạnh và rất nguy hiểm. Đó là tình huống tấn công của các thủ anh em FC. Vâng, chúng ta vừa xem một pha bóng rất hay của số 5 Thế Anh. Và một tình huống nữa. Lần này là một pha dứt điểm sống. Vâng, bóng đi chưa chính xác. Vâng, bên FC anh em có sự thay đổi. Số 5 đã ra sân. Vào sân là số 22. Vâng, Thanh An đã vào sân. Sao?
Vâng, bên Hải Sport FC cũng có một sự thay đổi, đó là Phi Long vào sân thay cho Thanh Trang. Tùng Dương. Vâng, các cầu thủ Hải Sport FC đang dâng lên tấn công. Thanh Trang. Vâng, Thanh Trang đang đá thấp nhất trong đội hình anh em FC. Anh đang tạo những đường truyền cho đồng đội mình ở tuyến trên. Vâng, trọng tài đã rút thẻ vàng ra, phạt các cầu thủ bên anh em FC, đó là cầu thủ mang số áo 17. Vào không, cơ là con. Vâng, tuy nhiên cuối cùng thì Thạch Quyên cũng đã bắt bóng gọn trong tay. Vâng, những tình huống dứt điểm mạnh ở cự ly trung bình của Tùng Dương bóng vẫn chưa chính xác. Vâng, chúng tôi nhắc lại các trang phục của các thủ anh em FC, đó là màu vàng xanh, và trang phục của các thủ bên Hải Sport FC đó là màu xanh. Ở tình huống tấn công cho Tùng Dương. Không vào. Một đường chuyền của Nam Công xuống cho Tùng Dương dứt điểm. Rồi. Hai. Vâng, quý vị đang theo dõi giải bóng đá mini tranh cúp Hoàng Duy Sport lần thứ 3 năm 2020. Đây là trận đấu giữa Hải Sport FC và anh em FC. Tỷ số tính đến thời điểm này là 1-0 cho các thủ anh em FC. Đó là các cầu thủ có trang phục mặc áo vàng xanh. Và chúng tôi cũng cảm ơn bốn nhà tài trợ, đó là Trần Thạch Cao, Đá Hoa Cương, Minh Hiếu, Đồng Hồ Chính Hàng Thiên Thanh, Hải Sản Tươi Sống Ốc Đêm và Rửa Xe Công Nghệ Cao Sông Lam. 1-9 vào 8. Hôm nay ai ghi bên thẳng bên kia không sao, thấy răng à, mặt đó. Thế anh. Đi lên học hỏi em Cường câu nói hay không? Anh muốn thay em Cường luôn. Không được, nó thay cho mình đâu. Hỏng ghê rất. Vâng, tính đến thời điểm này thì các cầu thủ bên anh em FC mới ghi được một bàn thắng, và bàn thắng đó là Thế Anh, cầu thủ số 5. Vâng, cầu thủ số 5 đó là Thế Anh đã ghi một bàn thắng cho bên anh em FC. Và tiếp tục là những tình huống tấn công của các thủ Hải Sport FC. Vâng, tính đến thời điểm này thì các cầu thủ bên anh em, vâng, Hải Sport FC đang có sức ép về khung thành của các cầu thủ bên anh em FC nhiều hơn. Tuy nhiên tỷ số đang tạm thời nghiêng về cho các thủ anh em FC 1-0 với bàn thắng rất đẹp đến với cầu thủ ma số 5 Thế Anh. Nam Công. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của các thủ áo xanh, đó là bên Hải Sport FC.
Bên này được 3 điểm đúng không? Bên kia vâng, trọng tài cũng đã thôi coi khép lại hiệp 1 trận đấu giữa anh em FC và Hải Sport FC và tỷ số tạm thời nghiêng 1-0 ở hiệp 1 cho các thủ anh em FC với một bàn thắng rất đẹp mắt của số 5 Thế Anh. Vâng, chúng ta tạm nghỉ ít phút sau hiệp 2 trở lại. Sao nằm lung tung gì? Hôm nay còn lại đến sớm nha mọi người, không mất quá đến muộn thôi. Sáng nay tụi nó đủ cầu rồi đó. Thì quá nặng nên nó đã bụng trưng đã sớm. Sáng nay đủ cầu rồi, sang lên là kìa, thằng gì đó lên luôn rồi kìa. Chắc mình bị nhắm sạch. Ừ, thằng số 6 đó, tốt. Thật quá, quên luôn. Bên là bên này 3 điểm, bên này 3 điểm rồi đúng không? Ờ, ai ăn vô đó, hả? Ai thua loại. Quẹt này quá chừng. Giá nó ghê quá. Chạy luôn cả râu luôn á. Tốt mà rất tranh tranh mình rất bò bò mà chứ. Tụi tao nhậu luôn. Tối xuống nhậu với anh Vũ hả, với lại nhiều hả? Không, đâu có. Đi ra ngoài được. Kiểm tra danh sách là coi con siêu xấu không ạ? Có. Đội trưởng của Phương Chí á. Cấm trực. Bấm cái số ấy. Số 1-0 bên đội nữa. Bấm rất quen lắm. Bấm nhầm cho nó. Ghi tên luôn cho người ta luôn. Anh em sẽ 1-0 không hai sẽ bọt với hai sẽ bọt không ngồi như như khó bằng có kè có sẵn rồi đó góc tên rồi đấy bấm trên chứ no. Đây trời ơi, nó lên rồi vậy nè. Mở ra đó. Cường Dương chào ai hết ta? Chào đi. Vô chào đi chứ em quá dẫn. Chào ông đôi chứ luôn. Họ bị dậy nhiều rồi. Nhiều quá, sao chào nổi chào sao hết được. Mình chào hết. Những người mà nó vô nó bình luận á. Mà nó chào mình á, mình chào lại thôi, quen á. Còn người ta vô xem thì kệ nó. Chưa cần phải dạy vậy. Bên Hải cũng mỏng quá. Mỏng, có mình Linh với Tùng với Nam với mấy cầu cầu kia đó rồi. Long dạo này yếu. Mày có thiền về không? Ai? Thiền về. Nhật Thiền hôm nay về không? Nhật Thiền đâu có đá. Hôm nay kìa. Hình như em có hạnh về rồi mà bữa kêu đi 2 ngày. Nhưng em có đi thầy... 2 ngày thì phải thứ bảy chủ nhật chứ tôi cháu bởi... được. Bởi ngày em qua thầy lính xe cầm cúp lính xe đó đây. Cúp đều đưa lên đeo về rồi cúp mà. Thế bởi, bởi kêu đi 2 ngày mà cũng đáng kỹ. Bữa mà đáng kỹ. Hôm nay mình có siêu nhân mà. Ừ. Đá xem em vô đá tập trung vô đá đá. Alo. Ở dưới đó mà đập anh từ 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 nó ngà nó lọt nó thua gì đâu mà cần người cái đá đâu. Không. Chơi chiến thuật lại mình già là mình đá kiểu già.
Bắt nhiều là tại vì tôi nó theo riết là tự động lọt rồi. Thua trại đầu tiên rồi mình qua. Nhưng mà mình thua hai cho anh nó cũng cũng dở quá. Tẹt 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 mà nó hiểm quá. Đúng không? Sau giấc mạnh kia nó không lên luôn. Đạo bông bông mệt ha. Tinh phụ với lại Tinh phụ với lại ăn ngoan không đá đâu. Giờ trận đòn xong đó ai ăn ai thua chứ nào vậy đó. Ngã nào cũng nhất bản thằng thì loại thằng nhất bản thôi. Nhưng nhiều lúc thích tự nó lên kiếm hỗ chơi thì được. Thật sự bọt là băng ngã hả? Vâng, chúng ta trở lại với hiệp 2 giữa FC anh em và Hải Sport FC. Đây là giải bóng đá mini tranh cúp Hoàng Duy lần thứ 3 năm 2020. Và chúng tôi cũng nhắc lại trang phục của các thủ bên Hải Sport FC đó là màu xanh và trang phục của các thủ bên anh em FC đó là màu xanh vàng. Và tỷ số đang tạm thời nghiêng 1-0 cho các cầu thủ bên anh em FC ở hiệp 1. Và một bàn thắng rất đẹp đến với số 5 Thế Anh Tùng Dương. Thạch Khuyên, Linh Trân, cầu thủ mang số 8, Nam Công, Tuấn Tây, vâng, bóng vẫn trong tầm kiểm soát của các thủ bên Hải Sport FC đó là Nam Công. Vâng, các cầu thủ bên Hải Sport FC đang tìm khoảng trống để chuyền bóng xuống cột 2 để dứt điểm. Tuy nhiên rất khó khăn, các cầu thủ bên anh em FC đang theo rất sát. Rất khó. Vâng, tính đến thời điểm này thì hai đội cùng đã có 3 điểm. Đó là bảng A là Hải Sport FC và bảng B là anh em FC. Hai đội đều có một trận thắng 3 điểm. Vâng, rất khó khăn cho các thủ bên Hải Sport FC. Rất quyết liệt. Tình huống tấn công của các thủ anh em FC.